Thì sáng sớm Minh Sợp đã đến nhà Minh Tính. Minh Tính Đẹp trai không? Đẹp. Quá đẹp. Em cho nè. Đã hỏi em Minh Khai cho, nó không tính cho. Bây giờ mình nấu cháo mình ăn. Nấu cháo ăn xong cái rồi mình đi cà phê. Cà phê. Mà giờ nấu cháo ăn xong hát thôi, hát thu âm bài kỷ niệm không? Anh thu cho một bài. Anh có phụ thu trước á. Mới. Có giá không nghe? Có hả? Rồi. Thu không? Không biết hả? Thu bài kỷ niệm. Không biết. Rồi tối ông kêu chuông ngủ lê chim. Ra chim hả? Hay. Mình kha Thì hả? đó. Tối lên 11 giờ ngủ. Ra chim lo không? Lâu. Giờ thu âm không? Không không hả? Không thu hả? Không biết. Không biết hát hả? Buồn mình chia mây không biết. Không biết Rồi ha. Không biết ha. vậy giờ ăn cháo đi rồi mình nấu cà phê. Nào cháo đang hầm. Có giá giọng rồi. Có giá rồi, cất gì đó kiếm bây giờ cũng xỉu luôn. Dạ rồi tôi làm. Mưa nữa. Hả? Sáng khi mưa rồi. Mưa hả? Đó. Được. Mưa quả. Hôm qua lội lội gì đâu bị gì đâu phải không? Anh lội bị đứt giò. Giò tét thì đường. từ từ mới miễn không Quá trời. Qua thì được. tớ lặng ghê hay ghê chưa Tôi lặng cái mất tiêu luôn. lặng tới lặng Hay thì chứ. vậy tới lặng Vậy mà Thắng kêu anh lội vô đám lục bình mà mệt cũng xỉu luôn. cây cây mùa tới hôm nay vô bão Nghe bảo gì á. này ở các người để ổng đi xe hơi hỏi đi xe hơi xe ông đa út hết rồi ổng đi Đi công chuyện chở bà nào thì nó buồn chưa đó rồi thôi hả để nấu xiết rồi ăn ha đây rồi cháo rồi giờ dịch nó hơi dai nấu lâu xíu rồi mới bữa hổm Minh Kha mua đó em có lên like chưa chưa mà có đem theo không bỏ bản này ông phá cửa rồi vô rồi bỏ bản bên nhà bản không có đem theo không không có. Chừng nào có nghĩa là có đem lên đây có. Vậy chừng nào Minh Kha về á qua bển lấy đưa cho anh đem lên đưa cho vợ anh lên like giùm cho lên like giùm em rồi đưa lại em chứ để hoài với dây thon sao mặt dài quá khó mặt không hả vậy để đem đưa lên anh lên like cho nghe lên like mặt cho nó đẹp đúng không bữa ăn sáng của hai anh em đây ăn chắc không hết quá sập mình chết nhiều quá ăn thử coi ngon không ngon thịt vô thịt vô thịt vô ăn thoải mái đi còn nhiều lắm con dịch hôm qua mấy anh em bắt nè đông quá trời động luôn mà ăn hai con ăn không hết dịch này dài còn dai không sập ăn thử miếng thịt cho nó còn dai không vừa ăn rồi không bớt vừa ăn rồi phải không để anh ngủ chị về ăn ăn sáng luôn kìa mới nói xuất hiện liền ai đó ai mở cửa nhà tôi đó ủa nghe tiếng mở cửa là mất rồi alo ai đó ủa nghe tiếng mở cửa cái cốc đâu tôi ta ông thuốc hả ông thuốc hả à, có nước không để lấy nước cho không có nước xuống ngồi đây xuống múc cho hai viên tặng, tặng em chai dầu nè có sức gì không có đó ẩm cho chai dầu rớt bể rồi dạ rớt bỏ dương rớt miếng gạch nó bể vậy lấy chai này xài đi mình chai dầu mình khai con sao cho rất bể ha để bể bỏ túi chụp không kịp bể miếng đùm lum rồi lấy cho tôi xài đi 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 cà phê thì cà phê tắt đây đây mình sợp đến quán cà phê ha quán cà phê sang không là không là rồi kêu cà phê uống đi em làm cho ly về không muốn gì về luôn hai ly về 4 giờ thức rồi 4 giờ thức hả 4 giờ đi uống cà phê không đi xe bộ người ta bỏ quên ngủ quên ngủ quên bữa đi xuống đi đâu đi ăn uống á hồi nào lâu rồi lâu hả ngủ quên rồi sao ngủ quên ở nhà uống phê xong về
cũng xong vậy luôn. Đã kêu khai chưa? Tình hình là bây giờ mình cà phê xong xuôi đi, thoải mái đi. Rồi anh với Thắng có chuyến thiện nguyện nguyên ngày nay. Em đi không? Đi đi. Đi. Ờ. Đi xe xe. Xem ra. Xem ra. Đi với anh. Đợi gọi đi chung. Ờ, đi ha. Đi đi. Rồi hôm nay làm từ thiện nhanh luôn ha. Chứ bữa nay mình Kha đi rồi. Đi tới chiều về. Bắt đầu giờ. Đi tới chiều về. Đi thì em. Tới chiều về. Mình Kha gửi em cho anh mà anh nay đi từ thiện thì em đi luôn không? Đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Ở nhà không ai giữ. Mình ca đi công tiện tới chiều như vậy. À, rồi. Rồi nói mình ca đi công tiện. Rồi vậy mình uống cà phê đi rồi thoải mái đi rồi. Mình Thắng ra không? Thắng chờ anh trong nước quý á. Anh lát anh ghé thăm ông bà cụ Mỹ Đông. Cái anh chở em lên đó cái em chạy lên Thắng luôn. Ờ. Vậy em nói gì? Quá trời buồn nói chuyện không được về anh. Nói chuyện được hả? Em dịch hay lắm mà. Em dịch hay lắm anh nói vậy. Nhớ bữa đó anh em dịch không được, em dịch được không đó nhớ. Bạn buồn khó bằng quá. Tài khó bằng. Đầu hàng. Đầu hàng. Không buồn không được, đầu hàng hả? Đầu hàng bạn có 10 ngàn mà. Vậy tính đi bệnh nữa hay gì nhắc lại ta? Chơi. Chơi thôi không? Chơi. Vậy là muốn đi nữa phải không? Nhớ nhớ cô shipper bên kia hay gì? Không phải shipper giao dịch đó. Shipper giao dịch. Là muốn đi qua Kiều Bu đúng không? Kiều Bu xa quá. Xa quá, đồ vô rồi nó gặp. Chừng nào Minh Kha có chuyến đi mình có gian, chứ còn mình tự đi xa lắm. Xa lắm qua xe hơi mới được. Xe cái máy xa lắm, đừng nổi. Ổng rồi, tao hãy xin một cấp đó nha không? Trời. Uống cà phê chỗ ổng, mình xin một cấp đó. Trời. Bữa nay mình đi thăm mấy ông bà cụ đi. Thăm bà cụ. Thiện nha, mở rộng lòng thương nha. Hôm nay anh mất từ thiện rồi. Từ thiện. Đi thăm bốn hoàn cảnh anh. Tôi đi nói kêu đi dăn lưới với dăn lâu dăn. Cho nên người sao đi cũng dăn lưới hả? Ở đâu? Dăn lưới hổng đi với búa hỏi dăn lưới đâu nước đâu dăn. Rồi. Lưới chừng nào? Hổng dăn lưới dưới. Lưới chừng nào đi á? Lưới đâu dăn, có không có lưới. Ờ, qua qua trên anh có lưới luôn á. Dạ mấy đường đó có cá đó. Ừ. Dạ mấy đường nước giữa đó có. Ừ. Cho nên anh qua có hai tay lưới luôn và thon luôn. Phải mình không có thời gian chứ phải có qua dặn lưới ha. Dặn lưới có cá. Dặn lưới vô ok mình bắt cá lên mình chiên, ăn cơm. Thì nó mà. Hôm qua đi lên cái nhà lá miền Tây cảm giác sao? Miền Tây nào? Hôm qua đó lên trên nhà lá của nhà em anh á. Biết. Thấy sao? Được. Được không? Mít bán có lý đó. Có lý hả? Mít rồi về không về móc tẻ mít bớt. Kêu tính tẻ bớt. Hôm qua cho ông đang tẻ đó. Tẻ không sể. Cái này mua kéo cắt á. Ừ, trong kéo đó. Cái ở dưới tung vào thì kéo, chặt mấy. Thì kéo gắn vô cái cây và thòn đó. Cắt mới tẻ. Tẻ trên cao mới được. Biết rồi, mới tẻ không? Không cái mít dưới ai tẻ chùa lũi chưa rồi. Mít ở dưới tùng bây giờ lấy tàu bẻ mấy cái nhỏ nhỏ dưới bớt. Ừ. Bẻ cho bự chứ. Mẹ biết tỉa không? Biết tỉa người ta phải lựa trái mít ngon ta chừa lại. Chừa tấm đẻ. Ừ, trái mít nào đạt chuẩn đó người ta mới chừa trái mít ra lại. Mít rồi bên chỗ đó trồng đó, ta mua mấy cây xong đó. Không ăn hư không thôi, trời mưa bỏ ngoài hư trái thú quá. Ừ, đây. Ở trồng rồi xong đó, chỗ xuống xuồng đó, hư bỏ dục luôn, cho cá cái dồ ăn. Ở dưới nuôi cái dồ. Bự rồi. Ở dưới hả? Ừ, chỗ đằng sau đó, Úc cái trong đẻ nhà đó. Gì Úc nè, Úc, Úc cũng nhiều lắm. Úc biết Úc không? Úc biết. Úc nào? Úc, mà anh vô ăn cá hoài đó. Ờ. Ông đó tên gì? Đầu dấu Úc. Đầu dấu Úc hả? Ừ. Tới nay không nhớ luôn hả? Thầy giáo Úc. Thầy giáo. Ờ. Ở ông kia đó đi làm nhà mãi xong chưa biết, đứng chỉ rồi đi mãi. Chưa xong quá. Chưa. Đang làm. Món nợ này đang đâu còn. Tính có xin được ngoài đó không? Hả mốt xin cho Tính mà ngoài đó chứ có xin được không? Đã biết không có hỏi. Qua. Chứ Tính muốn làm mà không có việc làm, có nghiệp. Tính không có mặn rồi. Còn hổng Tính nó muốn làm mà không xin không được. Rồi anh nói kêu để kêu Út hỏi thử coi mà bên kia nghe nói người ta đủ người hay gì đó để coi sao. Để hỏi coi mình vô người được không? Tính mặn không được đâu. Trời ơi. Đứng bằng gom không mà hồ mà có gì đó không được, cái ẹt bằng hồ, trong bằng máy, mọi hả?
trộm hái, trộm trộm tay, trộm mỗi ở đây trộm dưới đường này nè, đường ra này nè, ngày 300 người ta đã hai gà nữa. Dạ. Mà dưới bất đồng á, bỏ cái nón nón kết bỏ dưới luôn. Lần dưới cho mai chỗ tôi đi biết. Giá bữa đó hết lúa rồi. Đây lát lát nhớ nhắc anh mua cục pin nè, cục pin anh gắn vô cái máy cạo râu, hai anh em cạo cái râu về họ hôm nay cái hết pin cạo cũng được. Cái này nó ấm dưới cùng cạo râu dưới con cái. Để em dòm xung quanh đây có ai bán tầm quá không ta, để em cầu râu dưới nó dưới cầu râu bán nhiều cái 25.000 cái. 50 dưới 5.000. Ở dưới bán chợ bán nhóc. Hả? Rồi bố anh đi tìm cậu mẹ có mấy ngàn mà. Không lát anh tặng cho em cái máy cầu râu luôn. Đã lắm. Mà anh tặng cho em thì anh con cái à. Ai có được không được anh tặng luôn. Được. Biết cầu râu à, mua lúa bào bỏ vô. Cái này cái máy đã lắm, bỏ cần bình lúa bào luôn. Cạo hoài không lục lử luôn. Càng cạo càng bén, lạ lắm. Biết. Mà chỉ khoảng 1 tháng, 2 tháng, 2 cầm pin giờ. 2 cầm pin nữa. Cầm pin có mấy ngàn mà 1 tháng, 2 tháng mới thay 1 lần. Pin nhỏ xíu á. Ừ. Anh ngày nào anh cũng cạo hết trơn mà anh cạo khoảng chừng. Mình khờ con cái đó. Rồi. Mình khờ cái nhỏ xíu đó thấy rồi. Thấy rồi hả? Thấy không cạo nữa. Vậy em với Tướng cạo, tặng cái cho về hai anh em cạo. Tướng không có cạo đâu, ở nhà có cạo. Tướng dữ lắm. Đầu Tướng hung em bé, khóc quá phải không? Dạ. Chụp đi uống phê xong đi. Đầu có ra giờ thòn, bỏ quá. À, tôi hớt tóc mà, tôi cạo ra mấy bữa ra hoài. Vô tiệm cạo hớt tóc, giá đu tay luôn. Giá đu tay luôn hả? Giá đu tay. Ở dưới hớt tóc 30 ngàn đó. Dưới ngày hết vụ rồi ha. Còn vụ bữa mai nữa. Đồng như bữa mai nữa hết rồi. Mai nữa hết rồi. Mai ta có kêu giá không? Đi xe đâu đi. Sáng mấy thằng đó uống gặp bạn, bạn đi ra hỏm mình chẳng hoài đó, chú Kha xuống đó. Ngủ đánh với đánh bia đó. Ngủ chết đó, ngủ không hút. Không hút gì? Hút chết không? Ngủ mốt hút hay gô mà. Trưởng, tại trưởng hút hay gô mà. Ship rồi hả? Ship đó, ship nhỏ con ảm đó. Ủa ông đó ship rồi Minh Kha là gì? Ship khó. Ship khó hả? Ông kia ship trưởng hả? Ship nhỏ con đó. Dạ lúa. Ông đó ăn chó dữ lắm à. Trưởng đó ăn nguyên con nguyên con. Ăn gì nguyên con? Chó. Ghê hả? Ăn nguyên con không? Ăn nguyên đội ha. Nguyên đội ấm người ta cho con dê đó. Muốn sầu đi ấm đi qua qua ăn tiệm bên thằng Dách đó. Điện sau đi có điện ship điện hỏi có nhà nhạc không? Sau đi cho ăn sức. Có cho không? Cho điện Minh Kha không xuống, Minh Kha đi công chuyện đó. Qua kêu qua thằng Dách đó. Qua mình ăn tiệc đó. Tôi đi thùng bia đó. Chơi sang dữ rồi đi thùng kem không vậy? Muốn mình đi mình điều kiện khó khăn mình đi ghé lại xíu. Đi Sài Gòn được rồi ha. Sài Gòn được rồi. Tiền lắm. Còn đó, 300 mấy. Bia ở dưới bán nhiều. Bia lon nhỏ xíu mà bán nhiều, ở dưới bán 300 mấy thùng á. Kem đó bao nhiêu? 380. 380 hả? Mình khổ mình đi bia thường được rồi, Sài Gòn được rồi, 200 mấy à. Vậy chắc uống cần lắm. Dạ bữa đó hết rùa luôn, đi ngủ xả lúa gì ra nữa. Nào ví dụ đi nhà ship đồ hay gì đó thì muốn đi sao đi? Đúng rồi. Quan hệ xã hội. Mà anh nghĩ em mà ship em khỏi cần đi sang nè, ông cũng thương em thôi. Ước rồi uống cà phê nó ăn dẫn sáng, ăn dẫn đi phở không? Này. Còn với ship. Ship ăn cháo bên chợ bố ăn chùm ấm. Ở dưới hả? Quán cháo cũng có cháo gì? Cháo 55.000 đô. Bây giờ có một em có một cái fan ở dưới Cù Lao Dung á, Dung Vinh á, muốn nói chuyện em muốn nói không? Nói hả? Giờ cái máy đang quay về sao nói ta? Rồi lấy máy này nè. Lấy máy không? Trời xuống rồi. Không, máy đó đâu có số của ông đó. Không có số. Rồi, bỏ nói. Chuyện lát anh đưa máy này cho nó.
khỏe. Rồi có điện cho điện không? Có điện là tối. Lúc này nghỉ uống rượu được rồi nghe. Nghỉ uống rượu rồi. Đi với Minh Khai đi chơi. Có khi là nhà mình có sức trăng cù lô vô ghế nhà anh chơi hay sợ? Không biết được. Tính ra đây, với mày điện đi. Ờ, rủ Minh Khai đi chơi yên chết. Rồi, máy bay. Có bà chỉ đứa rồi. Vậy? Bạn có bà nào không chỉ đứa rồi? Có bạn rồi mà chỉ gì nữa? Bà ở nhà giặt đồ. Rồi bán có lý không? Sống được. Sống được à. Lên nhà mới luôn đẹp ghê trời. Đâu có này cái chòi dữ ảo mà ta tôm á. Tôm á, nuôi tôm á. Nuôi tôm. Tôm mắc lắm mà. Có lúc này nghĩa là trời ơi, chỉ còn có 100 mấy, 120, 130 à. 130 à. Khi nào mà, có khi nào mà qua bên Sóc Trăng thì qua Cù Lao Dung này đó kêu bên sợp mà kêu tấn tay Vinh Kha điện ra luôn đi ra luôn. Rồi gia đình cũng khỏe không? Khỏe. Bớt nhậu gán nó làm nha. Bớt làm. Bớt nhậu chứ bớt làm gì? Bớt nhậu. Hôm biết sao hôm hôm anh có coi sợp với Minh Kha đang đang chơi. Biết rồi, tối lên 11 giờ ngủ. Đi chơi với hả? Chú tính hả? Cũ sao đi đi chơi. Đi chơi vui. Vui vui. Rồi làm gì làm. Làm gì làm đi. Bye bye. Bye bye. Đây bên đây xài Zalo mà. Rồi bên anh cũng xài Zalo á. Chút kia Minh Thắng kết Zalo. Rồi vậy có gì anh đi làm chuyện chút nha. Tắt tắt đi, làm gì làm. Dưới dưới hầm dưới dưới cái mượn kia bị tắt luôn. Hay vậy. Hôm kia bị dớt. Đeo cũng cho chị mẹ. Dưới dưới cho mát mẹ với. Quen em không? Quen. Mà bắt được không? Bắt được thằng đó không? Ở tù rồi. À bắt được ha. Kia giữ dịch mướn. Giữ dịch mướn mà bị giật hả? Giữ dịch mướn gì đeo cũng cho chị kia hả? Má bả kia mằng cỏ đeo cũng dây đó. Mằng cỏ bờ gạch đó. Giữ dịch mướn mà đeo cũng cho chị. Cho bá luôn. Giữ hả? Bả kia mà cỏ mằng bờ cánh á. Cái mang cộng đầu luôn trời ơi. Chỉ lên không thật đánh mấy cái luôn à. Có nghĩa là cái bà mình cỏ đem cho chuyện. Rồi cái thằng kia dương dịch nó giật hả? Kia gánh hộp phụ kêu gánh hộp có ai gánh đâu hộp dịch cứ gánh nhốt ngoài ruộng á kêu gánh phụ. Kêu gánh hộp phụ rồi gặp cộng dân chuyện hốt luôn rồi sao ai bắt được? Công an bắt. Công an đâu có sẵn đâu bắt. Tôi ngồi coi nữa. Dạ. Tôi coi phim nữa. Dạ. Dưới. Có ngồi coi luôn. Người ta. Bởi vậy em thấy không? Bởi vậy mình phải sống cho đúng không? Đúng. Tiền có là mấy chuyện đó là tránh ha. Tiền không nên mà trộm cướp rồi mình uống về xong mình về. Nè trộm cướp nè. Rồi hiếp hiếp rồi nè. Biết rồi ha, nó dễ hiểu ha. Là mấy chuyện đó tuyệt đối nha. Ở tù á, nguy hiểm á. Mấy chuyện nói chung là mấy chuyện xấu nhà nước cấm là mình tuyệt đối tránh nha. Chứ thôi là bị bắt vô tù tiêu luôn á. Hết gặp mấy cốt luôn á. Gặp mấy cốt chắc luôn á. Hết gặp mấy cốt chắc luôn, hết gặp mấy anh em luôn. Hết gặp ghệ luôn. Ghệ nói trời bữa sắm rồi. Cấm đeo chiếc nhẫn đeo vô tay. Cho ai?
dễ nó sao đeo vô tay á. Vậy bán số mua đeo hay tự đeo hả? Tự đeo vô tay. Mua chưa? Mai mốt thì mua. Mình sợ đeo luôn nghe, mình sợ là không có bậy nha. Bên cạnh nó bậy hoài. Chọc em á, thử em coi em. Thử em coi em có biết nó bậy không á. Sao bên đây công an đông dữ vậy, sợ không? Công an bên đó. Sợ không? Không. Mười mấy người rồi. sáng được cà phê gặp mấy chiến sĩ công an uống cà phê chung quá trời đông luôn. Sợ không? Không. Mình đâu có làm như vậy đâu sợ. Mà mình đừng làm bậy nha, làm bậy là bao nhiêu mấy anh nó vô hốt mình đó. Sáng nay anh đi công tác đâu đông quá. Mình uống cà phê. Uống cà phê xong công tác. Tấm A qua thấy tấm A tụng đụng cho mẹ giúp. Qua về chở về thấy tấm A chưa trộn quá. Ê mà hình như mà nhậu quậy cũng bị bắt nữa đó nghe. Nhậu quậy cũng bị bắt luôn. Cho nên là mình không được nhậu quậy. Rồi mình ấy không ai kiếm tiền có chưa? Chưa kiếm có. Chưa kiếm có hả? Này bữa nay không có ai chơi này, có anh không là nói thiệt đi. Giấu đâu? Không giấu, hỏi tiền xả trơn rồi. Vậy mới mười mấy triệu xài được nào hết? Trả từng bia. Trả từng bia nhiêu tiền chứ ông? Năm chục thùng. Thấy không? Nhậu gì năm chục thùng? Bia chai á. Hả? Bia chai chục thùng. Cái gì? Bia chai á. Bia chai hả? Chục thùng hả? Nhậu hồi nào chục thùng? Không, bạn lên con hộ luôn. Nhậu hồi nào đó mà chục thùng, anh em xuống hoài có khi nào nhậu đâu mà chục thùng? Trả gì? Trả giỏ người ta rồi. Nhậu hồi nào? Nhậu lâu rồi, vậy. Hả? Nhậu xong rồi ghế mấy thằng kia lấy bia vỏ bia rồi. Lâu chưa? Lâu rồi. Trả vỏ ra gom vỏ mắc vỏ đợt chết. Thì móc hồi nào đâu mà nhậu chục thùng lâu dữ chưa, mấy tháng rồi? Lâu rồi. Lâu quá rồi, không nói có thiếu có hai thùng mà nói vậy. Quán khác nữa. Quán khác nữa hả? Ví dụ như có khách đông thì cũng chia ra chứ đâu mình em trả thôi mà chục thùng. Không, cái đó trong kia mấy trăm ngàn chưa trả. Ồ, giấu rồi quên. Giấu rồi. Giấu rồi. Cái rồi không giấu mới sợ luôn á. Tiền đâu giấu nội ba chở xe đạp chở bầu gạo chở không được. Bây giờ có ấy thì cũng cất cho đàng hoàng nghe. Ví dụ như mà tại vì anh em muốn tốt cho em, muốn bạn có thể giữ cho em thôi, mà em sợ thì em giữ sơ kỹ được thì giữ, chứ mà đừng có cho 27 ngàn, hoặc là đừng có để ngủ xỉn bỏ mất nghe. Tạm đang ngủ rồi mà cái đánh dỗ nó mất hết mấy triệu trời. Còn nào nữa? Tấm vỏ bên sầm nghe qua đó, đám cưới. Vỏ hôm cưới. Đám cưới mất mấy triệu bỏ ngủ ra trên giường đó. Về nhà ngủ hả? Về móc tưới còn có 500 ngàn trời ơi vừa. Về nhà ngủ sầm mất được không? Ngủ ngán trong bếp mà. Chú sao? Nói sao đâu, ngủ nhà sao mất. Trời. Cái bếp còn trong túi không? Ngủ thức dậy cái bếp còn trong túi không? Còn có 500 à. Mở bóp còn tới luôn không? Mất người ta bắt hết, giờ ta lấy hết cho ai, lấy trừ lại 500 cho ông. Uống phê xong đi nè. Rồi, uống phê xong đi, uống thoải mái đi rồi đi. Phê ngon không? Im. Nhớ nghe, nhớ mấy lời mấy anh em dặn nha. Không có vi phạm pháp luật nha. Mấy cái anh nói nãy giờ đó là tránh nha. Chứ mấy cái mà liên quan tới phụ nữ làm bậy bạ đó. Bậy bạ chết rồi. Chết rồi. Tù chết rồi. Chết rồi. Tối rồi điện. Điện không vô. Ghê điện không vô lô, điện không được. Điện được hả? Rồi tối điện đó, với mình ra là chim xuống ngủ. Là chim lâu không? 11 giờ ngủ. Có gặp khán giả không? Có. Có nói chuyện khán giả không? Có giao lưu không? Có. Có hả? Nói sao? Có ông càng bản nè, có máy cho mình. Mình xe càng bản luôn hả? Rồi nói chuyện, nói sao? Nói chuyện khán giả nói sao? Mình sợ có ca không? Không. Biết ca. Ít nhà nó ít ca lắm. Nhà ít ca thì ca cổ. Không, ca. Thảm rồi bay sao liền đòn đứt cái đòn luôn. Đứt gì đời? Vui không? Bữa đó vui không? Vui. Công nhận mình sợp đóng vai quân sĩ, hay thiệt. Cái đó ở thì cái đó dành luôn đó. Hả? Luôn đó không có cái kích có. Kích luôn. Không mua. Không mua.
Ai, ai sao tự nhiên mà biến thể cái đoạn cái lương ta ra chém đầu ghê hả? Mình sợ làm nhiều cái giùm mình luôn. Mình Kha cho nó dài còn đó. Chưa mang nữa hả? Mang rồi, không mang về đó. Mang về rồi tới nay luôn chưa mang luôn. Chưa, không có mang đi đâu luôn. Không. Dưới đôi dép, không mày mang đôi dép không phải không? Dép này nè. Ừ. Dép này bỏ nhà. Nên mang dép đầu, dép lúa mang dép đầu, dép này bỏ đi chơi uống phê. Anh có một cái đôi dài, cái đôi dài mà để dành cho dân công nhân á, đôi giày lao động á, nó cứng ngắt luôn, đế cứng, nói chung là giày đó để lao động tránh bị va chạm cái chân á. Em có mang dắt lúa được không anh tặng em? Đôi giày mới luôn. Dạ, để chơi cho một tấn. Hả? Ổm tao mang đôi giày đứt chỗ này, đứt chỗ này nè. Đứt chỗ đó đi thăm gối đứt rồi dục luôn. Mướn đôi giày khác. Mướn hả? Mướn chỗ bà giàu á. Ổm đi gặp chỗ bà giàu. Hỏi đi đâu á? Đám cưới đứt dài mướn. Ổm gặp chỗ bà giàu á. Hỏi đi đâu á? Uống phê. Ổm gặp chỗ bà giàu á. Mà cái đôi giày nó đứt rồi. Dục. Đôi giày nó mua phải không? Mua lâu rồi, đứt rồi. Mua đôi giày rẻ tiền đúng không? Ổng nói 150 hay 200 gì đó phải không? Ừ. Mấy đôi giày rẻ tiền nó mang dễ sức lắm. Trước đứt cái đôi giày. Mà em có mang cái đôi giày đó là chỉ mang đi lao động thôi chứ không có mang đi chơi. Đi chơi thì nó không có đẹp. Nó không đó có đẹp mà nó tốt cho bảo vệ chân. Ổng hôm kia kêu giữ dịch thôi, giữ dịch cực quá không ơi. Ổng kia điện cũng mấy chục. Mang đi giặt lúa được đó, em mang đi giặt lúa được không? Mang đi giặt lúa sợ quen không? Quen. Ừ. Nếu quen đi giặt lúa để mang đi giặt lúa ngon lắm. Sợ em đi quen trên cây cầu không á, nó sợ đấy, sợ không quen nó chợt á. Trơn mưa nó chợt. Ừ. Chứ ví dụ như dài đó là đi mà đi làm sắt nè, đi làm hồ rồi đó, mang ngon lắm. Má đi mặn ông. Làm hồ thì hư chứ làm sắt á. Cái này mặn hồ dính vỏ không trời ơi, dính ở mặn nhà dính hồ không? Dạ, mặn nhà. Mặn dưới Bắc Đông chứ. Dạ. Có màn hồ đó hả? Nè, đổ. Có màn hồ đó hả? Có màn hồ dưới, bỏ cái nón dưới. Màn cho dưới tròn mông mai dưới đó. Rồi hôm nay chim rồi, gậy có điện không? Có điện cố kỹ. Có điện cố kỹ hả? Nói chuyện lâu không? Lâu á. Còn lâu? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng hả? Đâu nửa tiếng vậy, em có khi nào điện nói chuyện lâu đâu? Có, qua điện thôi, vài bữa sắm được chiếc nhẫn đeo vô tay. Nửa tiếng là bao lâu? Nửa bao nhiêu phút? 11 giờ ngủ. Nửa tiếng là bao nhiêu phút? Không biết hả? Biết. Không biết sao biết nửa tiếng? Tối hát, mình khả hát chút, uống thuốc xong ngủ. Vậy hả? Chết mộ sáng mình sợ uống thuốc rồi lát đi từ thiện buồn ngủ người ta. Không hả? Không. Mà không sao, có buồn ngủ anh cho em ghé giọng quán giọng ngủ. Không. Thức sớm hơn ở trên đây, 4 giờ thức rồi. Thức chi sớm chưa? Có đi dắt lúa thì thức, còn không có đi dắt lúa thì thức chi sớm à? Ngủ okay. Ngủ tới sáng chút cho khỏe. Ví dụ như ngủ tới 5 giờ mấy đó, muốn tập thể dục, thức dậy tập thể dục, có tập thể dục không? Không. Có tập thể dục cho khỏe, chắc không biết tập thể dục hả? Không. Mà em dân lao động, em đi mặn hoài chắc cũng khỏe mà ha. Nhưng mà vẫn tập thể dục vẫn khỏe hơn, tập thể dục tốt lắm. Chứ tập thể dục không, bữa nào mấy anh dạy cho tập? Có, tới dục rồi, thích tập lắm. Thích tập lắm hả? Tập thể dục khỏe lắm. Mấy ông già sáng tập thể dục sớm vậy. Ông già chạy bộ á, dạ. Chỗ với chú giàu đi. Sáng chạy bộ. Ừ. Chạy bộ vô tới trong lộ 2 á. Ừ. Chạy bộ trời ơi. Trời. Đi bộ quá mà. Đó, ta tập thể dục đó. Đi bộ cũng là một môn thể dục đó. Rồi tạnh mưa rồi kìa. Lát cái bên mình đi từ thiện ha. Giúp bà con nghèo ha. Bà kia hung tay hoài, đi với mày liễu hung tay hoài, bà già Minh Kha cho không hả? Có đi không? Có. Má hung tay hoài. Không nhớ luôn hả? Anh có đi em nhớ hả? Má hung tay hoài. Ngại. Bà đó. Ông cho 500 phải không? Trời. Mình khai cho 4 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 4 triệu là mấy tờ? 4 tờ. 4 tờ là 4 triệu hả? Ừ. 1 tờ mấy trăm? 500. Tờ 500, 4 tờ sao ra 4 triệu chứ hả? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Tiền biết mấy đứa biết cộng không nổi thôi. Hả? Bé Liễu ảnh tiền, bé biết tiền. Bé Liễu biết tiền hả? Ừ. Em biết không? Biết trời. Ừ. Biết là 4 tờ 500 là 4 triệu. Ừ. Biết hay quá hen. Còn giá lúa bữa chưa lấy. Ừ. Để xin giữ giùm. Ừ, giữ đi, mai mốt về lấy. Tiền lấy. Tiền lấy xài. Okay.
sáng cũng xuống bạn bia đó uống cà phê mấy chục người bạn bia hả mà không với ngủ đến kia đến bia đó mấy uống mấy chục người rồi ai trả tiền gì ai trả tiền uống anh tự ai trả trời người nó trả ha cà phê chứ uống được không ngồi nhà uống cà phê uống anh chưa uống cà phê đó xuống chứ anh không uống cà phê tại uống cà phê hạt quen rồi anh đi quán cà phê mấy cà phê không có cà phê hạt nó uống được cà phê nguyên hạt Saga cà phê pha nó uống được ở dưới bán đủ món gần cá ếch nhóc bên chợ á hỏng bé điểu xuống được 4 giờ thức rồi chị chở bé điểu xuống ăn phở thì hả à gà bữa gà em xuống hả chở đi đâu 4 giờ thức rồi vợ chưa ngủ bữa đó sao ly mấy giờ xuống xuống chợ đó hỏi kiếm vòng vòng sập xuống cho xuống chợ ăn phở 4 giờ ai bán gì mà ăn tập sớm sớm phát thanh thức rồi phát thanh là 5 giờ 5 giờ tôi thức rồi uống 2 chỗ đổ quán kiện cà phê em nhớ bữa đó gậy em điện em ở bên bên Soli không có ở bên quán bữa mình đi vô nhà thầy giáo Út đó rồi đi về cái gậy em điện hỏi em không có Zalo hỏi em là lần sau xuống dám lụm không rồi em nói lụm xuống đi tôi lụm cho mà em hiểu lụm là gì không mà em trả lời vậy hả biết không biết mặt nó không được vậy hả vậy là hiểu luôn hả hiểu bữa đó anh về anh với vợ anh nói chuyện anh nghĩ là em không hiểu cái từ đó em nghe người kia nói lụm là em nói theo thôi chứ em không hiểu mà em hiểu không hiểu mà dám lụm luôn hả dám lụm cháu không nghe dạ mình cái vợ mình ôm vợ ngủ mà không lụm bậy được nghe người ta không cho là không lụm được nghe lụm là ta không cho là bị công an bắt á đang mấy chục người vô bàn pizza sáng pizza không biết chơi không đâu không biết pizza không biết chơi rồi bây giờ mình bye bye khán giả đi bắt đầu mình đi từ thiện đi chào bye. Khán giả chào mọi người chúc mọi người nhiều sức khỏe.